Thưa quý vị, không những là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, nhiều người cao tuổi ở huyện Long Điền còn giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của vợ chồng ông Phạm Văn Xuân và bà Phạm Thị Mạnh ở thị trấn Long Điền là một ví dụ. Dù thu nhập từ buôn bán không mấy dư dả, nhưng với tấm lòng nhường cơm sẻ áo, mỗi năm vợ chồng ông Phạm Văn Xuân và bà Phạm Thị Mạnh ở huyện Long Điền vẫn chắc chiêu hơn 10 triệu đồng để mua quà trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại địa phương. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 năm 2021, ông bà ủng hộ hơn 1.200 suất quà cho các gia đình trong khu phong tỏa cách ly. Mình ăn thì hết, chia sẻ người ta thì còn, cho nên cô nghĩ vậy thì cô phát tâm cô làm. Khả năng cô được bao nhiêu thì cô tích cấp bấy nhiêu. Nhiều người người ta khó khăn hơn mình thì mình coi như mình chia sẻ được lúc nào hay lúc đó. Chứ còn nếu mà nó bao trùm thì không bao nổi, giúp được đỡ được cái nào hay cái đó. Năm 2019, anh Nguyễn Minh Hậu bị tai nạn, không thể đi lại. Gánh nặng mưu sinh của gia đình đổ dồn lên vai người vợ, nên gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Chia sẻ khó khăn với gia đình anh Hậu, nhiều năm qua, vợ chồng ông Xuân, bà Mạnh thường xuyên lui tới để thăm hỏi, giúp đỡ, tặng tiền, quà, hỗ trợ cho con anh Hậu đến trường. Nếu như không có sự hỗ trợ tích cực từ những mạnh thường quân này, thì cái hoạt động người cao tuổi mình cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên, mình cũng mong rằng sắp tới sẽ có nhiều cái gia đình như thế để mà hỗ trợ cùng với địa phương. Giúp cho người cao tuổi trong những cái hoàn cảnh khó khăn như trên. Và cũng mong là các cô chú và những cái hoàn cảnh mà khó khăn đó thì cũng sẽ có những cái vượt qua. Từ những cái tấm lòng này mình sẽ vượt qua mọi khó khăn để trong cuộc sống mình nó có ý nghĩa hơn. Với suy nghĩ giúp được ai thì giúp được càng nhiều người càng tốt. Vợ chồng ông Phạm Văn Xuân và bà Phạm Thị Mạnh đã tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để nhiều người nghèo khó có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.